Anh ơi, Land Cruiser LC300 về rồi. Đến quay ngay. Thực sự là chỉ gọi nhau chỉ khoảng tầm 10-15 phút thôi. Phi dầm dầm đến xách cả dép chạy đến đây. Cái xe này là bản kỷ niệm 70 năm đang có mặt tại Sơn Tùng. Thì mình phải phi đến quay luôn cho mọi người. Và bây giờ đây không nói sai một chút nào, 12 giờ 20 phút, còn chưa kịp ăn, phải quay ngay. Và cũng như mọi người thôi, mình cũng lần đầu được sờ, được chạm. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem. Về giá bán thì cái bản này là bản nhập chính hãng về, nhưng có giá sẽ là những cái màu trắng ngọc trai. Mình nhớ là cái hôm mà công bố ấy thì là 4 tỷ 071 triệu. Còn các màu còn lại đâu đó là khoảng 4 tỷ 060 triệu. Giá chưa lăn bánh và chưa kèm nhé. Đấy, cái độ hot của thị trường mà. Thì cái đấy là tùy theo thời điểm thôi. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy rằng cái bản này nó đẹp hơn một tí. Ở đâu ạ? Nhìn nó vững hơn. Chính là ở cái dàn mâm. Cái bộ mâm này là được rất là tinh tế. Này, các bạn nhìn được, thay mỗi cái mâm với cái xe nhìn nó đẹp. Cái dàn chân nó rất quan trọng, nó như cái đôi giày của mình này này. Nếu mà mình đưa đưa dép nó khác ngày không? Dép còn làm vứt ở góc kia. Ok, quay về trở về cái siêu phẩm đang hot trên toàn cầu này đi. Thì chúng ta thấy gì? Rồi, sau khoảng gần 7 năm thì bắt đầu một cái thế hệ mới ra đời. Đây có lẽ là một trong những cái mẫu xe của Nhật mà có cái thế hệ, cái vòng đời nó dài nhất. Thông thường xe Nhật chỉ bao nhiêu? Khoảng 4-5 năm thôi. Land Cruiser, 7 năm. Và tôi đã nhớ đọc một cái bài báo ở Namibia thì ở đâu mà hơi thở ấy còn mát hơn cái không khí đây này, thì nơi đấy là dành cho Land Cruiser. Đó là lý do tại sao mà không chỉ là Việt Nam, rất nhiều thị trường ưa chuộng dòng xe này. Hơi lan man một tí ạ. Vậy thì những điểm gì thay đổi? Mắt thấy, tai nghe đầu tiên, đấy chính là phần thiết kế ngoại hình. Trông nuột không ạ? Mượt hơn không ạ? Đẹp hơn chứ? Đẹp. Ai đó sẽ nói với tôi rằng sẽ không khỏe bằng bởi vì cái đèn trước nó to hơn. Nhưng xin thưa với quý vị và bạn, bây giờ đèn phải nhỏ, phải tinh, phải sắc. Nhưng công nghệ LED mới đẹp hơn. Ở đây là có 3 beam. Nhưng mà mình thì mình chưa có cơ hội trải nghiệm cái xe này một cách chi tiết. Nhưng mà mình đoán rằng cái khi mà mình lên sẽ có một cái chế độ đèn vàng ở đây, một beam dành cho đèn vàng. Bởi vì nên nhớ rằng đây là chiếc xe địa hình. Đi phố thì có đèn trắng. Đi đường mà có sương mù thì phải cần đèn phá sương. Tức là ánh sáng nó sẽ có nhiệt độ màu nó khác đi. Với những người đã kinh nghiệm đi dòng địa hình, xin thưa quý vị và các bạn, chắc chắn sẽ hiểu. Mặt ca lăng mở rộng hơn, logo có vẻ như to hơn và đẹp hơn. Những cái điều mà mắt chúng ta thấy trông vẫn oách. Thì đấy là cái phong cách mới của Land Cruiser. Mình nghĩ đây là có rửa pha này. Đấy, cả hai bên đều có. Anh em mà làm xe cũ cũng hay cậy cái này ra để check xem là nó có bị va quệt không. Bởi vì va quệt sẽ phải có những cái vết rất là khó làm lại ở trong những cái này. Nhân tiện ở đây thì mình sẽ xem cái gầm này một chút. Xin lỗi, đang ngoài trời không phải soi. Cái tấm này ở dưới này mình đoán nó là một vật liệu nhựa. Nhựa này là nhựa cứng. Nhưng với mình, với những chiếc xe địa hình thì mình nên thay cái tấm này của ARB. Đó là bằng thép hoặc là hợp kim nhôm gì đấy, nó sẽ đủ cái độ cứng hơn. Đấy. Xe này là cũng có thể cứu nhiều xe này, khi có các cái móc để cứu này. Đấy. Và tiếp theo là phần bên hông này thì mọi người sẽ thấy rằng là cái form xe của Land Cruiser ấy, nó vẫn là vậy, nó vẫn khỏe, nó vẫn vuông vuông. Nhưng mà cái gương này mình có cảm nhận như nó đẩy phía sau ra một chút. Để khi đấy mình có được cái tầm nhìn tốt hơn từ cái viền góc lái ra đây. Đó. Có bệ bước. Ở đây là ở đây có cảm biến đây, nhưng mà ổ khóa thì vẫn lộ ra như thế này. Một chiếc xe rất là cao to lực lưỡng. Ai đó nói rằng là nếu mà sở hữu xe này thì phải là bố của con đi gờ, đúng không ạ? Đấy là cái câu chuyện vui. Nhưng thực sự là Land Cruiser là một mẫu xe rất được ưa chuộng. Không chỉ tại Việt Nam đâu thưa quý vị và các bạn. Phần đuôi này cũng vậy. Đèn này thiết kế gọn lại, mảnh hơn, đẹp hơn. Bởi vì tất cả bây giờ đèn công nghệ LED hết rồi. Và có lẽ là, để mình xem, một trong những cái điểm mình yêu thích nhất ấy và cực kỳ nể trên Land Cruiser mới, đấy chính là hai cái ghế này không phải kéo để treo móc lên này nữa. Trông nó kém sang đúng không? Rồi ơi, xe mấy tỷ
mà lại cơ như thế thì làm sao mà chịu được. Xin thưa quý vị và các bạn, bây giờ sang như Lexus. Rồi Lexus đâu ạ? Đây các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn nhá. Mình giữ này. Gập điện này. Gập điện, tựa đầu kìa. Tự cụp. Được chưa ạ? Hàng ghế trước vẫn để cái vị trí đẩy về sâu nhất nhưng vẫn đủ để gập xuống. Mình không phải điều chỉnh cái này. Nhìn chung những cái dòng xe huyền thoại này nhá, Toyota mà không làm thì thôi. Làm tính rất kỹ. Nhưng với những mẫu xe là gì? Nền tảng toàn cầu, các bạn nhớ cho mình điều đấy. Có hai dòng, một là dòng nền tảng toàn cầu, hai là các dòng dành cho khu vực. Các bạn có thấy bao giờ có Fortuner ở Mỹ không? Có không ạ? Không có đâu. Chỉ có ở mấy nước như này thôi. Đấy. Tiếp theo. Hàng ghế này cũng vậy. Đấy các bạn thấy đã sang chưa? Rồi. Mời các bạn hãy vào tiến sát vào đây để xem cái chất lượng nỉ. Ni lông còn nguyên, rất là đẹp. Chiếc xe này đang có mặt tại Sơn Tùng Auto, một địa điểm mà mình cũng hay liên lạc. Nói thật là anh em chỉ nhắn nhau phát là huynh huynh xách giày lên đường, ra quay luôn. Đó. Ngoài ra thì các cái tính năng thì chút nữa mình sẽ ngồi ở hàng ghế thứ ba này cho mọi người xem cái không gian và để xem có cái tính năng này gì được không. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng đây là một chiếc xe nó có cái độ cao, cho nên là mình cũng nghĩ rằng là cần phải có cái sự tòa cao lực lưỡng một chút. Đấy cũng chỉ là phụ thôi nhỉ. Quan trọng là phải dày ví. Thì ở đây cái xe địa hình của Nhật ấy, bây giờ đấy, có đầu ra 220V nhá. Công suất là 100W. Rất là hay. Cái này nói thực sự, đây là một mẫu xe mình rất thích đối với dòng này. Bây giờ đó, về thiết kế, về tính năng, đặc biệt là cái bản mới này mình xem. Cái này nếu mà anh em mà hay đi phượt, đi rừng, đi rú thì tiện vô cùng. Ở đây thì là có các cái bộ đồ cứu hộ thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ ngửa hai cái ghế này xem nó có tính năng ngửa lên không. Lên đều luôn. Được chưa ạ? Cũng lần đầu mình sờ, mình chạm, mình thử. Thế cho nên là có gì thiếu sót thì mong mọi người thông cảm. Chiếc xe này cũng ngay sau khi mà mình quay xong thì cũng lập tức là để hoàn tất các thủ tục để giao đến chủ. Ok. Nhưng có một cái các bạn sẽ thấy tại sao những chiếc xe như này này, thông thường những xe châu Âu ấy, nó sẽ hạ được cái gầm xuống bởi vì dùng thụt hơi. Nhưng mà thực ra những cái hệ thống kiểu như của Land Cruiser, nó lại dùng thụt dầu và lò xo. Nó dùng cái hệ thống gọi là Kinetic Dynamic System. Đấy, bởi vì sao cái hệ thống treo này. Nhưng mà lên đời này nó lại thêm cái chữ electronic, tức là điều khiển điện. Thì mình lan man về lý thuyết một chút. Thông thường những cái xe mà gầm cao này này, nó có một cái điểm yếu là khi mà chạy trên đường bằng ấy, thì nếu như không có những cái thanh cân bằng như vậy thì rất là khó. Bởi vì là nó gầm nó quá cao và đi cái độ ổn định khi cua nó không có tốt, nó gây ra dễ lật. Nhưng mà nếu ngược lại mà lại có thanh cân bằng đấu cứng rồi, được chưa ạ? Đấu cứng rồi, thế thì đi địa hình thì lại không vượt địa hình tốt, bởi vì nó bị giằng nhau, dễ bị cạ gầm. Đi địa hình là gì? Bánh này lên này, thì bánh này phải thả độ xuống này. Cái đằng này bánh này lên cũng nâng cái bánh này lên, nó rất là khó đi. Suy ra là nó sinh ra cái electronic là gì? Khi mà đi trên đường bằng nó đóng. Ví dụ hai này nhá, nó kết nối hai cái đầu này này, thì nó cua này nó chắc hơn không? Thế còn như này thì cua này à? Cua này à? Rất là khó. Nhưng khi vào đường địa hình thì nó lại ngắt cái kết nối đấy đi. Đó, thì nó là điều khiển điện thôi, cái hệ thống cân bằng đấy. Rồi. Ở đây thì đối với một chiếc xe có một cái kích thước lớn như này, ngồi rất rộng, rất sướng, nhưng đi địa hình thì sẽ bị giới hạn bởi không gian. Các bạn biết rằng nếu mà đi vào những địa hình nhỏ ấy, thì cái việc bán kính quay đầu nó rất là khó. Chính vì vậy những chiếc xe như này nó sẽ có một cái là sẽ phanh được cái bánh sau khi mà quay đầu. Nghĩa là ví dụ mình cua như này thì nó sẽ phanh cái bánh trong, trong cua để làm cái tâm quay. Nó giảm bớt tốc độ đi làm cái tâm quay để mình quay. Và lý do tại sao mà mình lại quay trở lại cái vấn đề là những ở những nơi mà hơi thở còn mát hơn không khí, thì các bạn biết hình dung không, tại sao treo khí nén ở mình nó hay chết, bơm nó hay chết, hay là nó bị hỏng từng cái cây một. Bởi vì sao? Đường mình có bao giờ nó bằng như đường châu Âu như này đâu. Đường mình nó nghiêng này mà. Thế lúc nào cái hệ thống nó cũng phải hoạt động để duy trì cái độ cân bằng tốt nhất.
Thì ra cái tuổi thọ nó giảm thôi. Đấy là cái điểm yếu của hệ thống treo khuyên nén. Còn đối với cái này bao giờ cho nó hỏng? Nó toàn dầu mà, với cả thanh, đúng không? Với cả tay đòn, cơ khí. Ok, bây giờ mình lật cái nắp capo xem tiếp. Rất là nóng. Cái động cơ cũng là... À để mình xem nào. Cái nắp này có vẻ là hợp kim nhôm, nóng lắm. Hợp kim nhôm cho nên mình cảm nhận là nó nhẹ hơn. Máy 3.5 Twin Turbo V6. Ngày xưa là dùng V8 thì bây giờ chuyển V6 Twin Turbo, là hai cái turbo, mỗi turbo là phụ trách 3 xi lanh. Đây hai cái cổ hút to đùng đây. Công suất là 405. Mô men xoắn cực đại là 650. Thì thực ra những cái con số đấy là đều là con số lý thuyết. Nhưng mà cái máy của Toyota các bạn sẽ này, đối với những người mà mình nghĩ đã từng chạy dịch vụ đối với các dòng xe Toyota, nhất là tại Việt Nam ấy, các bạn sẽ thấy rằng qua những cái mức kiểu như 10-15 vạn ấy, thậm chí 15 vạn, nhìn cái lốc máy này nó vẫn còn bụi, tức là gì? Nó không bị thâm. Nhưng mà các dòng xe khác chưa chắc đã được như thế. Đấy là lý do tại sao cái thương hiệu Toyota nó được ưa chuộng. Một cái yếu tố nữa là các cái dây đai. Mình đã gặp rồi, Fortuner nhiều khi là 16 vạn chưa thay dây đai. Thế mới dạo màn còn chưa kêu. Thì đấy là lý do mà bạn nghe. Bạn nghe cái tiếng máy nó rất êm. Đấy. Thì cái điểm cải tiến nhất đấy là cái turbo rồi. Đã thay bằng turbo đúng không? Tiết kiệm nhiên liệu hơn, chạy sướng hơn. Máy nó cũng nhẹ hơn. Khi mà máy nhẹ hơn ấy thì cái đầu mình cũng dễ lái hơn. Đúng không ạ? Cái đầu nó là kéo cái xe đi rất là nhiều nếu mà cái đầu nó nặng. Này nói hơi nhiều. Vì mình rất yêu thích chiếc xe này. Thứ hai nữa là cái quạt điện này, này. Ngày xưa là quạt cơ thì bây giờ là quạt điện. Khi cần thì nó mới đóng. Cái quạt này, này. À. Quang máy rất là to. Nói chung đi những chiếc xe to này thì rất yên tâm nếu đèn xảy ra va chạm. Thực sự là vậy. Tại sao chiếc xe này sử dụng lốp Dunlop? Mình để ý là rất nhiều mẫu dùng Dunlop. Dunlop này là đi có thể là nó hơi cứng một tí, nhưng mà thực sự là mình mới gặp thôi, một chiếc xe sử dụng của Toyota dùng Dunlop đi gần 16 vạn chưa thay, vẫn còn gài để đi. Thế mới dạo màn. Thì những chiếc xe mà muốn tồn tại được ấy thì nó phải có một cái giá trị nào đấy cho chúng ta, đúng không ạ? Có thể là không phải là độ sướng nhưng nó là độ bền. Nhưng chiếc này thì mình nghĩ bây giờ thì nó là cả về độ sướng nữa. Một trong những cái thay đổi lớn tiếp theo là chúng ta hãy vào bên trong nội thất. Xin phép vào trong này phải bỏ kính ra, ngoài nắng lắm. Ok, thì các bạn ở trong khoang xe này các bạn sẽ thấy rằng cái phong cách thiết kế của cái nội thất bây giờ của Toyota Land Cruiser ấy, thì mình phải gọi là Lexus Land Cruiser. Bởi vì đây các bạn nhìn này, toàn là da, mà cái chất liệu da nó cũng rất là mềm. Đây, đấy. Nó rất là mềm, nó giống kiểu như Lexus, đẹp đấy. Nhưng cái dùng cái da này thì mình phải giữ một tí. Còn giữ như nào mình cũng có chia sẻ nhiều rồi. Rửa xe chuẩn, nó phải là số 1. Mình sẽ lên một cái video riêng về cái vấn đề về giữ cái da này nhá. Ok. Thì các bạn sẽ thấy rằng có một cái màn hình rất to. Và ở đây là có cam 360. Wow. Đây mình bật cam 360 cho mọi người xem. Đó. Đấy, chiếc sâu rào. Độ phân giải thì cũng mình không đoán được bởi vì đang đỗ ngược sáng, rất khó nhìn. Đấy, có cảm ứng, mình có thể xem này, cái góc view 3D này. Được chưa? Setting trong này. Úi giời, cài đặt. À, được đấy chứ. Kể mà cái này mà cài đặt. Sorry mọi người, bởi vì là quay giữa cái điều kiện trời giữa trưa này, cái máy quay liên tục nó sẽ bị ngắt. Cho nên mình vừa phải ngắt ra một chút. Ở đây mình quay lại cái vấn đề gọi là màu. Đây, các bạn có thể chọn màu xe. Thì nó có khoảng đâu mấy màu đấy, 6 màu. Ở đây mình về màn hình menu đi, sẽ xem rất nhanh nhá. Thì cái giao diện này nó theo chuẩn của Toyota bây giờ. Cái độ nét trên cái Land Cruiser đương nhiên rồi, xe nhiều tỷ thì cái độ nét nó càng hơn. Và để mình xem cái này nào. Đó, tất cả cái này là cảm ứng này, có sưởi này, có sấy này, có làm mát thông hơi. Đây mình có thể nhìn đây này. À, bấm này. Đó. Ngồi này, à, xin phép bấm lên cho nó mát. Ghế lái, ghế phụ có hết, có sưởi vô lăng. À, cửa gió điều hòa to, đây là chỉnh nắp gió vân 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 vân. Các bạn nhìn các chi tiết nó hơi to nhưng mà thực sự là cái tính logic ấy, tức là cái giao tiếp với người dùng ấy, nó rất là dễ. Bấm 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 bấm. Xe đi địa hình mà, lúc có phải chấm mút được đâu. Khi cần là tôi phải dùng cái này chứ. Rất là thực tế.
Một trong những cái điểm mới rất lớn tiếp theo trên Land Cruiser đấy chính là hộp số tự động là 10 cấp. Đó, 10 cấp. Máy 3.5 turbo hộp số tự động 10 cấp. Giá trị rất lớn như những chiếc xe như thế này. Chắc là sẽ rất mượt. Hy vọng sẽ cơ hội chạy thử. Ở đây chúng ta có cái sạc không dây. Ok, có rất nhiều điểm mới. Drive Mode. Ta sẽ xem Drive Mode có gì. Đó, chúng ta có Eco. Chúng ta có Normal, chúng ta có Sport. Lý do quay trở lại tại sao phải có Electric, cái hệ thống treo cân bằng điện tử. Electric, cái gì nhỉ? Kinetic Dynamic Suspension System. Rất là dài. Bởi vì có thêm Sport. Nếu không có Sport, xin thưa quý, nếu có Sport mà không có hệ thống thanh cân bằng đó, xin thưa rất khó cua trên đường, cua tốc độ cao ở trên đường mặt nhiệt. Khi off-road thì sao? Đây. Trên Toyota Land Cruiser mới nó có một cái chế độ MTS. Này là gần như là chế độ auto. Cái này nó nếu bạn xem nhiều về Land Cruiser ấy, nó có chế độ gọi là Auto Terrain Response 2 hoặc là Auto Terrain Response. Thì cái này nó cũng tương tự như vậy. Ví dụ như mình chạy từ đường nhựa qua đường gravel, qua đường sỏi vân vân ấy, thì mình bật cái này lên, nó tự động nó thích ứng với các địa hình, nó điều khiển từ cái hoạt động động cơ, hộp số rồi các hệ thống nhiệt tử làm sao nó thích ứng tự động hết. Còn khi vào những cái điều kiện sâu hơn thì chúng ta phải dùng những cái chế độ gọi là gài cầu vân vân, thì chúng ta phải dùng cái chế độ này. Số thấp. Đây là một cái rất hay. Trên ngày xưa chúng ta rất hâm mộ là G63 đúng không? Quay rất nhiều cho mọi người ba cái khóa B-side. Nhưng có bao giờ dùng không ạ? Mà chắc gì đã dùng được. Cái lý do bây giờ mình mới chia sẻ. Thứ nhất là trên Land Cruiser là cái hệ thống truyền lực là hầu hết là hệ thống là từ B-side đến các cái khóa B-side đến bộ chia cầu trước cầu sau đều là cơ cấu kiểu bánh răng. Đấy, B-side kiểu to xe đấy. Thế chính vì vậy là khi vào địa hình thì mình gài nó với nhau như này, nó mới chắc được, nó mới chịu tải được lớn. Còn những cái xe mà nó thiên về cái độ tốc độ nhanh trên đường bằng, nó mà ly hợp ma sát đĩa dùng piston ép ấy, hoặc dùng con vít nó xoắn ấy để nó ép piston ấy, thì nó chỉ giữ được một phần thôi. Khi mà nó báo quá nhiệt này khỏi dừng luôn, dừng đấy nguội để tính tiếp. Nên tại sao mà những chiếc xe này nó thiết kế như vậy? Bởi vì sao? Mục đích là gì? Ở những nơi gọi là cực kỳ khắc nghiệt mà, bánh răng thôi, rất bền. Và chiếc xe này có 3 khóa B-side là một cái điểm nhấn. Khóa B-side cầu trước, khóa B-side cầu sau và khóa B-side trung tâm. Thường thì mình sẽ dùng như thế này, cầu sau trước. Cầu sau không được, đóng trung tâm. Đóng trung tâm không được, đóng thêm cầu trước. Đấy, cái này thì tùy theo điều kiện, những anh off-road thì chắc sẽ hiểu rõ hơn, có thể vui lòng chia sẻ. Và đương nhiên rồi, chế độ low range L4 rất là quan trọng. Và chế độ là gì? Chế độ là crown. Bây giờ là điều khiển khóa điện hết nhỉ? Tiện lắm. Thì cái này là có một cái rất hay là cái tính năng gọi là clear side view, mình gọi như vậy bởi vì mình quen dùng trên cái dòng Land Rover ấy. Nó sẽ nhìn xuyên qua cái nắp capo, thì cái này chưa có. Nó sẽ gợi ý, nó đọc được cái địa hình trước là đường gravel thì nó gợi ý chế độ gì, đọc gì gì đấy. Thì thôi cái phần đấy, đấy khi xe nào có thì mình sẽ chia sẻ sau. Như vậy là Drive Mode này và ba khóa B-side cũng là một cái điểm nhấn trên chiếc xe như thế này. Rồi quay lại tiện ích ở đây, các vị trí để nước thì rất là to. Gỗ đây cũng này, mình nghĩ là gỗ xịn đấy. Vân nó kiểu Bắc Âu phết. Và bạn có thể mở theo hai hướng, được chưa? Ở cái này là chữ Nhật này. Ở đâu có mấy loại chữ cũng chả phải, từ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Nhật có. Khuôn bóc có. Thích nha, có bia lạnh nha. Anh em đi cắm trại là bao lên. Phải giữ, sạch lắm. Một trong những cái điểm nhấn tiếp theo cũng rất lớn trên tất cả các dòng xe Toyota bây giờ, đấy chính là TSS. Bao gồm là hệ thống đây, giữ làn này. Đấy, có này. Hỗ trợ giảm thiểu lệch làn, giao diện tiếng Việt dễ đọc rồi, dễ dùng rồi. Rồi, đây là hệ thống mình hay gọi là ACC, Adaptive Cruise Control. Và trên này thì mình, để mình bật xem nào. Có nhiều tính năng phết đấy. Absolute Lock có này. Tất cả là tiếng Việt nha mọi người. Tiếng Việt nhá. Rồi, mình sẽ chuyển. Cài đặt này, đấy, có phanh tự động này. Để giảm thiểu va chạm trước này. Cảnh báo điểm mù có này. Trên gương cảnh báo điểm mù có. Gọi là
full giáp đối với chiếc xe như thế này. Mình nghĩ là đối với Land Cruiser thì cái Land Cruiser trước mình không có lái, nhưng mà mình thấy cái vô lăng nó tương đối nhỏ và nhìn nó sang. Rồi người ta lại làm cái đóng cửa nghe, rất thích nghe những tiếng đóng cửa của xe nhập. Nghe nó cứ phịch phập, nghe nó vào việc nhanh lắm. Ok, đây là hàng ghế thứ hai. Ghế hàng ghế thứ hai là ghế có tiến lùi không? Không. Cố định luôn. Không gian ok, độ ngả. Rồi. Như vậy nếu mà không có tiến lùi thì mình có thể suy ra một điều là cái không gian cho hàng ghế thứ ba cũng tương đối là đủ. Đấy, mình không phải chia nhóm lợi ích nữa. Một trong những cái điểm mà mình cũng rất là thích khi mà mình nhìn vào cái đây. À, điều hòa này, bốn vùng độc lập nhá, thiết kế đẹp nhá. Và hai ghế hai bên đều có sưởi, có sấy. Tiện ích đầy đủ chưa ạ? Rất đầy đủ, nhu cầu bao luôn. Ok, khe cắm USB này, chuẩn tai si. Đấy, cổng tàu. Thực ra cái thiết kế của khoang xe này một lần nữa mình phải nhấn lại, đấy là phong cách Lexus. Một trong những cái chi tiết mà mình cũng đánh giá rất cao trên cái Land Cruiser này ấy, thì đấy chính là gì? Cái sàn mặc dù là 4x4 đó, 40 kfd, nhưng mà cái sàn này nó cũng tương đối phẳng. Cái phần ụ này nó cũng không bị nhô lên quá cao. Chính vì vậy mình cần thì mình vẫn ngồi được một người ở đây. Cửa gió điều hòa thì rất là nhiều, mặc dù là bốn vùng độc lập, nhưng mà đây ở đây nhưng lại còn đâu nữa, mình vừa thấy đây, ở đây đây ạ. À, có đầy đủ hết. Cái thiết kế đèn led nó cũng rất là đẹp. Và cái việc lên xuống những chiếc xe như thế này phải có tay nắm cửa. Ok, bây giờ mình vào tiếp cái hàng ghế thứ ba. Mình xin phép là lật cái hàng ghế này và ngồi sang bên này. Đây mình vừa gạt cái thì cái này là một chạm thôi. Đây có cái gạt này. Đấy các bạn thấy không? Gạt này mình chạm cái nó lên như này. Thì mình sẽ bỏ giày. Bởi vì cái phần sàn này các bạn nhìn. À, xe. Ôi giời ơi, cái gì này? Đây. 7 chỗ xịn đây. 7 chỗ xịn đây ạ. Đây nhá, thoải mái luôn. Được chưa ạ? Sao nào? À, cái độ ngả của cái ghế này là điều khiển điện. Đây, mình sẽ điều khiển bên này cho mọi người thấy. Rồi. Được chưa ạ? Đấy. Rồi. Có cổng sạc tai si. Để xem gì nào, còn gì nữa không? Ở đây thì có các cái cửa gió cũng rất là thoải mái. Đó. Left right. Nó có một cái hay nữa là ở hai cái phần vai đây này đều có phần điều khiển ghế, tức là bạn có thể đứng ở bên này để điều khiển gập hai cái ghế này. Cũng tương tự như lúc cái việc mà mình gập cái hàng ghế thứ ba này ở phía sau. Màu kem này rất đẹp, rất sang. Tuy nhiên giữ một tí chắc chắn rất thích. Đây, để mình gập lại cái này để mọi người có thể thấy cái một chạm. Đây ạ, lại một chạm đấy. Đây đây đây. Đây. Lại một chạm đấy nhá. Được chưa ạ? Thả nhẹ nhàng thôi. Tăng lên. Sàn này sàn phẳng. Tiếc mỗi cửa sổ trời, nếu có nữa thì ngắm sao nằm ưỡn người ra mà ngắm sao thì tuyệt vời. Ok, bây giờ thì mình thì dí ga một tí thôi, một tí thôi. Thích chưa? Khoang xe bây giờ nhìn đẹp. Phanh đấy, phanh tay điện tử này, auto hold này. Thì mình vào phanh tay này, này, đi này, nhẹ. À, một chiếc xe là auto hold. Nó rất là êm, nó rất là các bạn nhỉ. Hết tiếng gió đi. Nghe cái động cơ nó vẫn uy lực. Máy Toyota gì thì gì vẫn thích chứ. Nhẹ thôi nhá. Đó, chỉ cần nhẹ tí thôi là tức là gì? Mình cảm nhận được là cái gì? Cái lực nó mạnh nhưng mà máy nó vẫn mượt. Thì đấy là cái ưu thế của cái Land Cruiser này. Thực sự nó mượt thật. Các bạn thấy êm. Cách âm rất tốt. Đúng không? Lái mượt. Thì đây là cái cảm nhận ban đầu. Rất nhanh.
Và trong quá trình ghi hình đấy, các bạn sẽ nhìn thấy thời gian ghi hình từ lúc 12 giờ hơn cho đến bây giờ thì chúng tôi phải ngắt ra mấy lần rồi. Bởi vì cái trời nắng, các thiết bị nó bị quá nhiệt lên, cũng như con người thôi, đứng ngoài nắng nó bị bật đơ. Thế cho nên là thôi, cũng xin phép chào tạm biệt mọi người ở đây. Và cũng rất mong là mình sẽ chờ được cái bản demo của hãng phá thoải mái, thì khi đấy mình sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin tới quý vị và các bạn. Và cũng rất mong là những anh chủ có điều kiện sở hữu những chiếc xe như này chia sẻ giúp bằng cách comment thêm. Còn nếu có thì chúng ta hãy cùng phá một tí để giới thiệu tới những người mà yêu cái dòng xe như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thì cũng không nói giấu gì mọi người, đây, hậu trường một tí, xách dép chạy đến à. Đi giày ra quay thôi, anh em muốn ném hết đồ ở đây này à. Quay để giới thiệu cho mọi người. Vậy thì cũng rất mong là anh em, quý vị và các bạn có thể dành một chút thời gian để subscribe kênh, dành một chút để comment. Còn bây giờ thì...